Ngoan xin kính chào tất cả quý khách hàng đang theo dõi kênh Nhà Tốt Nhà Đất Hà Nội. Trong video này em sẽ giới thiệu cho quý vị dự án 7 căn nhà mới nhất tại Đông La, Hoài Đức. Với dự án 7 căn nhà này thì đã bán 3 và chỉ còn 4 căn. Diện tích xây dựng thì từ 32 cho tới 38m², đường ngõ thực tế trước nhà đây mọi người ạ. Đó. Và với 7 căn nhà này thì có 7 cuốn sổ đỏ riêng biệt từng căn, giá bán cũng rất là hợp lý, chỉ từ 2 tỷ 240 triệu đồng một căn nhà. Cả nhà và đất 3 tầng xây mới, chuẩn chỉnh hồ sơ điện nước riêng biệt từng căn cho quý vị. Với 1, 2, 3, 4, 5 căn nhà này thì ở phần bên trong đã bán được 2 căn, còn ở bên ngoài còn 2 căn nữa quý vị ạ. Với cái ưu điểm của cái cụm dự án 7 căn nhà này thì trước tiên là về mặt pháp lý chuẩn chỉnh, thứ hai nữa là ô tô vào tận cửa cho quý vị, kia là đường ô tô. Đó, ưu điểm tiếp theo nữa là nó gần với lại khu đô thị Đô Nghĩa, gần với lại trạm bơm Yên Nghĩa. Nó chỉ khác cái là vị trí của nó thuộc Đông La thôi mọi người ạ, còn gần như nó là hàng ở trong D cho quý vị nhé. Đây, ô tô vào tận đây luôn, vào tận cửa luôn cho quý vị, thực tế luôn là ô tô vào tận cửa. Ở đây thì có hướng Đông Bắc và hướng Tây Bắc mọi người ạ, Tây Nam nữa. Ngọc Anh sẽ quay và review cho quý vị căn nhà lô góc hai mặt thoáng này, đường ngõ ô tô đi qua cửa, với cái mặt tiền 4m25 hướng nhà Đông Bắc, diện tích 38,2m², sổ đỏ chuẩn chỉnh, bàn giao nhà được luôn. Với cái căn nhà này thì quý vị cũng có thể về ở được luôn. Thiết kế tầng 1 của ngôi nhà, đây Ngọc Anh đang đứng ở đây, như sau. Với phần mặt tiền rộng cho nên bước vào trong không gian phòng nó rất là thoáng. Phần cửa chính thì thiết kế ở đây là cửa gỗ hoàn toàn cho quý vị. Với sổ đỏ chuẩn chỉnh, căn nhà này diện tích rộng, ưu điểm là hai mặt ngõ cho nên cái giá thành của nó cũng có cao hơn một chút so với lại cụm 5 căn ở bên trong. 5 căn bên trong thì giá 2 tỷ 24 một căn, và cái căn này thì hiện tại chủ đang chào giá 2 tỷ 600 triệu đồng một căn. Mọi người muốn tìm hiểu và biết thêm thông tin cũng như được tư vấn về cái vị trí cũng như là cái đi xem thì mọi người cứ liên hệ trực tiếp với lại Nhà Tốt Ngọc Ánh nhé. Đây là cái phần phòng khách của ngôi nhà, căn nhà hoàn thiện cơ bản là đã xong. Đây, cửa sổ thông thoáng trước sau, với hệ thống trần thạch cao, đèn led chiếu sáng, tiết kiệm điện đều đã được lắp đặt cho quý vị đầy đủ rồi. Từ vị trí căn nhà này gần với gì ạ? Gần với khu đô thị Đô Nghĩa, gần với trường đại học Fendica, gần với ngã tư Lê Trọng Tấn Hà Đông, giao thông đi lại thuận tiện, phù hợp với quý vị nào đi làm ở Hà Đông hoặc là đi theo trục đường Hoài Đức lên đại lộ Thăng Long, rất là ok. Mời theo em vào khám phá tiếp theo không gian phòng bếp. Với tủ bếp cũng đã hoàn thiện xong hết rồi. Này, tủ gỗ ép mọi người nhé. Đó, mặt bếp, phụ kiện bếp đều lắp đặt đầy đủ những cái công năng sử dụng hợp lý, điện, nước. Hiện tại cái căn nhà này thì đang là chưa có điện mọi người ạ. Tuy nhiên thì chủ nhà đang gọi bên điện lực đến lắp cho mình rồi. Đó, ngoài cái phần phòng khách khá là rộng, phòng bếp như thế này thì ở đây còn một phòng vệ sinh nữa cho quý vị sử dụng ở phía dưới tầng 1. Với cái phòng vệ sinh này đáp ứng đầy đủ công năng cho mọi người sử dụng. Thiết bị vệ sinh ở phía tầng 1, bồn cầu, vòi xịt, vòi rửa, hệ thống máy bơm nước tổng lên trên 3 tầng sử dụng của ngôi nhà. Căn nhà này thì cái vị trí đi lại thuận tiện, đường ngõ ô tô qua cho nên cái giá cũng khá là hợp lý mọi người. Cho một cái ngôi nhà cả nhà và đất, tất cả những cái căn mà Ngọc Ánh đang quay và chào giá bán tới cho quý vị ấy, thì nó là cái giá bán cả nhà và đất, sổ đỏ đầy đủ cho quý vị nhé, có hỗ trợ vay vốn ngân hàng nếu quý vị nào có nhu cầu. Mời theo em lên khám phá các tầng phía trên của ngôi nhà. Với căn nhà diện tích 38m² thì ở đây chủ nhà thiết kế cho mình hai phòng ngủ thoáng trước thoáng sau. Đây ạ, trần thạch cao, cửa sổ thông thoáng, màu tông sơn chủ đạo của ngôi nhà là màu trắng. Quan trọng nhất, tất cả bất động sản lên giá bán đều phụ thuộc vào vị trí gần, vị trí xa, phù hợp với công năng sử dụng của mỗi một hộ gia đình. Này, cửa thông phòng thiết kế là cửa gỗ. Đây là phòng ngủ ở phía bên ngoài. Phòng ngủ ở phía bên ngoài thì có phần rộng rãi hơn, thoáng hơn mọi người ạ. Có ban công mở thực tế hướng ra phía bên ngoài. Căn nhà này hướng nhà Đông Bắc, cái mặt tiền 4m25 khá là rộng.
Phòng ngủ đây. Cửa sổ trước, cửa sổ bên cạnh, ống chờ dây, chờ áp, chờ điều hòa đều được lắp đặt cho quý vị đầy đủ hết. Xung quanh dân cư đông đúc, hàng xóm rất là thân thiện, giao thông đi lại thuận tiện. Sổ đỏ đầy đủ, bàn giao được luôn. Gạch lát nền chủ yếu của ngôi nhà này 100% là gạch 60-60. Hệ thống trần thạch cao đều được lắp đặt, đèn led chiếu sáng đều được lắp đặt. Và ở đây thì màu sơn chủ đạo của ngôi nhà là tông màu trắng. Với cái phần tầng 2, hai phòng ngủ thì ở bên ngoài cầu thang giữa đi lên là có một nhà vệ sinh sử dụng cho hai phòng ngủ trước sau. Nhà vệ sinh thì đáp ứng đầy đủ công năng cho quý vị sử dụng. Đầy đủ hệ thống sen cây tắm nóng lạnh, bồn cầu liền khối, lavabo bàn đá. Nói chung với căn nhà 2 tỷ 600 triệu đồng này, bao toàn bộ phí thuế, có hỗ trợ vay vốn ngân hàng, giá bán cả nhà cả đất, ô tô đi qua cũng rất là hợp lý. Mời theo em lên tiếp theo tầng 3 của ngôi nhà nhé. Và đây là phần tầng 3 của ngôi nhà, với tầng 3 của ngôi nhà thiết kế tương tự giống hệt như tầng 2. Đây là ánh sáng tự nhiên, hoàn toàn không bật điện. Quý vị có thể nhìn thấy tất cả các phòng ngập tràn ánh sáng. Sổ đỏ chuẩn chỉnh, căn nhà này không lỗi bất kỳ một phong thủy gì cho quý vị. Diện tích 38,2m² trên sổ đỏ. Này, tất cả các phòng ngủ hiện tại đều đang không bật điện và ánh sáng hoàn toàn là tự nhiên. Quý vị đi làm từ vị trí căn nhà này, quý vị đi làm ở Hà Đông cũng tiện, đi làm ở Hoài Đức cũng tiện, mà có về tới Trương Mỹ thì cũng khá là hợp lý nhé. Đó. Đây, phòng vệ sinh, phòng ngủ ở bên ngoài. Như vậy, lên trên phía tầng 3 của ngôi nhà. Ngôi nhà này thiết kế công năng sử dụng 4 phòng riêng. Ở phía dưới tầng 1, phòng bếp, phòng khách riêng. Và mời theo em, vẫn còn một chút nữa ở phía trên tầng 4. Và với trên phía tầng 4 của ngôi nhà thì thiết kế như sau. Với ở đây thì ở đây là chủ nhà thiết kế cho mình phòng thờ mọi người nhé. Có một ô dính trời để lấy toàn bộ ánh sáng xuống khu vực cầu thang. Và ở trên tầng này thì chủ nhà thiết kế phần trước phần sau để làm sân phơi cho quý vị. Đây. Với cái vị trí căn nhà này, xung quanh dân cư đông đúc cũng như rất là yên tĩnh, không khí trong lành mọi người ạ. Đi lên tới trung tâm của Hà Đông thì nó rơi khoảng tầm 7 km, mà đi lên tới trung tâm của Hà Nội thì nó khoảng tầm 15 km. Nói chung Ngọc Ánh review nhà cam đoan với quý vị luôn, giá bán từ chủ đầu tư, review đường hướng giá vị trí chuẩn chỉnh. Mọi người muốn tìm hiểu và biết thêm thông tin cụ thể chi tiết về cái cụm dự án 7 căn nhà mà giá bán chỉ từ 2 tỷ 240 triệu đồng này thì vui lòng liên hệ trực tiếp với Ngọc Ánh Nhà Tốt theo số điện thoại ở phía trên màn hình nhé. 0983013403 hóa 0888 041 444. Xin chào và hẹn gặp lại tất cả quý vị ở những video tiếp theo.